Chào mừng các bạn đã đến với bản tin nhanh của Tin tức dân trí. Mình là Phương Nhung và mình sẽ cập nhật những thông tin mới nhất đến cho các bạn. Việt Nam đã ghi bàn chiến thắng trong cuộc chiến chống lại Covid-19 với ca khúc Gencovi và vũ điệu rửa tay. Khi mà báo chí và truyền hình thế giới đang đồng loạt nhắc đến ca khúc này, Gencovi là ca khúc tuyên truyền về phòng chống dịch Covid-19 do Bộ Y tế hợp tác với Khắc Hưng, Min và Eric thực hiện. Trang tin kinh tế Economic Times thuộc tờ tin tức India Times Ấn Độ đã giới thiệu ca khúc Gencovi và vũ điệu rửa tay với tiêu đề bài viết "Tạm ngưng lo lắng vì Covid-19, hãy xem thử thách vũ điệu rửa tay của Việt Nam đang gây sốt trên mạng". Trước đó, ca khúc Gencovi và vũ điệu rửa tay do Vũ Công Quang đăng, tiên phong thực hiện đã tạo nên một trào lưu nhảy múa có tên "Thử thách Gencovi" trên mạng xã hội chia sẻ video TikTok. Điều này đã được đề cập trong chương trình talk show Last Week Tonight with Jones Oliver phát trên kênh HBO của Mỹ. MC của chương trình, nam diễn viên hài Jones Oliver đã kết thúc tập phát sóng mới nhất xoay quanh chủ đề về dịch Covid-19 bằng một vũ điệu rửa tay do chính ông thực hiện không kém phần hài hước, dễ thương so với các bạn trẻ. Tạp chí Vice Canada giới thiệu những ca khúc được sáng tác xoay quanh dịch Covid-19 trong một bài đăng có tiêu đề khá hài hước. Chúng tôi rất tiếc phải cho các bạn biết rằng những ca khúc về dịch Covid-19 rất hay. Theo đó, Vice đã đánh giá rằng MC hài hước người Mỹ Jones Oliver chính là người đã công bố phổ biến nhiệt tình ca khúc Gencovi của Việt Nam ra thế giới thông qua chương trình talk show của ông. Chính Jones Oliver đã giúp cho một ca khúc tuyên truyền trở thành một nhạc phẩm gây sốt. Gencovi có giai điệu bắt tai với phần lời khuyến khích người nghe hãy rửa tay thường xuyên hơn. Hàng loạt những ca khúc được nhiều nghệ sĩ trên thế giới thực hiện trong thời gian qua xoay quanh dịch Covid-19 với nhiều nội dung và thông điệp khác nhau, nhưng Gencovi vẫn là ca khúc được giới thiệu đầu tiên bởi mức độ hấp dẫn của giai điệu cũng như phần hình ảnh hoạt họa được thực hiện cho MV chính thức rất thú vị. Trên tài khoản Facebook chính thức của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF, vũ điệu rửa tay của Quang Đăng đã được giới thiệu. Đăng tải này đã nhận về hơn 15.000 lượt tương tác cảm xúc, gần 1.000 lượt bình luận, 4.500 lượt chia sẻ và 300.000 lượt xem chỉ sau 15 giờ đăng tải. Những con số này đã cho thấy vũ điệu rửa tay trên nền giai điệu Gencovi đang hấp dẫn cộng đồng mạng quốc tế như thế nào. Các bạn có đánh giá về ca khúc này như thế nào? Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn ở dưới phần bình luận của video này nhé. Và đừng quên subscribe Tin tức dân trí để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày.